cột liền toàn bộ và được chọn vân veo rất là đẹp. Yếm là yếm liền dày 2 phân rưỡi nha mọi người nhé. Chân là chân 12, cột 12. Vách thì cơ sở bên em làm dày là 2 phân, đục là đục tứ quý, ván là 1/4, khuôn tranh thì là dày 3 phân và đục là đục chống đồng đây. Đấy, thể hiện văn hóa dân tộc, đấy, văn hóa Tây Nguyên rất là đẹp và đẳng cấp, và xung quanh đục hoa là tây. Rẻ vô địch. Trước mặt đây các anh chị đây, em sẽ bán cho anh chị một bộ đôi sản phẩm, đó là bộ tần thủy hoàng gỗ hương đá và một cái kệ tivi gỗ hương đá. Tất cả đều với cái giá vô cùng yêu thương. Bộ bàn ghế này em bán với giá chỉ có 31.800, chưa từng có cái giá này nhé mọi người nhé. Và kệ tivi bán giá 10.800. Và còn đặc biệt hơn nữa, khi các anh chị mua 2 bộ sản phẩm này combo một lúc thì cơ sở bên em sẽ giảm cho anh chị tổng hóa đơn là 2 triệu đồng. Tức là gì, bộ bàn ghế chỉ còn 30.800 và cái kệ chỉ còn 9.800 mà thôi. Và ngoài ra, trước khi giới thiệu về bộ sản phẩm này thì em xin tự giới thiệu, em là Biên, chủ cơ sở xưởng gỗ Gia Gốc. Và ngày hôm nay em xin tặng tất cả anh chị một phần quà nhằm tri ân tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã quan tâm, ủng hộ và mua sản phẩm của cơ sở bên em. Và đây, các anh chị chỉ cần làm theo hướng dẫn, đăng ký kênh xưởng bán đồ gỗ Ta Tận Gốc và fanpage của cơ sở bên em, bên em sẽ tặng cho anh chị miễn phí, tặng luôn cho mọi người nhé, không cần phải mua hàng, bên em cũng tặng luôn, là em tặng cho anh chị một phần quà trị giá là 250.000 đồng, một trong những 3 sản phẩm này. Một là một cái hộp trà làm bằng gỗ gõ đỏ hoặc gỗ hương đá các anh chị ạ, rất đẳng cấp. Và hai là hộp giấy làm bằng gỗ hương đá hoặc gỗ gõ, các anh chị có thể thoải mái lựa chọn. Thứ ba là cơ sở bên em tặng cho anh chị cái gạt tàn thuốc lá bằng gỗ gõ hoặc gỗ hương rất đẳng cấp, hoặc một cốc ly thủy tinh cao cấp của cơ sở bên em. Bên em sẽ tặng miễn phí cho anh chị. Anh chị chỉ cần chia sẻ cái bài viết này, các anh chị chỉ cần đăng ký kênh và chia sẻ với 3 người bạn thân nhất của mình thì cơ sở bên em sẽ tặng cho anh chị free luôn những phần quà vô cùng đẳng cấp như này. Em khẳng định với các anh chị, nếu anh chị mua sản phẩm cũng không ở đâu người ta tặng anh chị, nhưng em tặng cho anh chị miễn phí, không cần mua sản phẩm, chỉ cần chia sẻ và tặng 3 người bạn thân thiết nhất vào đây thôi. Đây, và đi vào những sản phẩm chính ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến toàn bộ anh chị là bộ sản phẩm tần thủy hoàng gỗ hương đá cột liền yếm liền. Bộ sản phẩm này, lý do tại sao các anh chị phải mua bộ sản phẩm này, bộ sản phẩm này cơ sở bên em là làm với sản phẩm là giá là rất là hợp lý, và với cái tiêu chuẩn là các anh chị có thể dùng trọn gói cả đời. Chất liệu thì được làm bằng gỗ hương đá 100%. Bộ này thì bên sở bên em làm gồm có 6 món là một đoạn dài, 2 ghế đơn, 1 bàn, 1 ôn kẹp và 1 ôn ngồi. Và lại có một phần quà nữa đặc biệt hơn nữa cho các anh chị nhé. Nếu anh chị sở hữu bộ sản phẩm này, mua bộ sản phẩm này thì cơ sở bên em tặng nguyên cả bộ luôn một khay trà hương đỏ, và cả bộ sản phẩm combo này là gồm có 7 món tặng cho các anh chị đủ luôn các loại trên đời, cho các anh chị có thể nhận thoải mái phần quà về gia đình nhà mình. Còn đi sâu hơn vào bộ sản phẩm này thì cơ sở bên em làm là cột liền các anh chị nhé, tất cả đều cột liền hết. Ván là 1/4, khuôn tranh thì là dày 3 phân, yếm là yếm liền dày 2 phân rưỡi nha mọi người nhé. Chân là chân 12, cột 12, cột liền toàn bộ và được chọn vân veo rất là đẹp. Vách thì cơ sở bên em làm dày là 2 phân, đục là đục tứ quý, và ở giữa đục thêm chữ phúc lộc thọ phú quý rất là đẹp, để phục vụ để cho gia chủ có thể đón được tài lộc và xua đuổi được những cái điều không may mắn ra khỏi gia đình nhà mình, và cuộc đời nó sẽ hạnh phúc hơn khi anh chị sẽ nhìn thấy những chữ rất là ý nghĩa ở cái vách tựa lưng này. Đây, và kích thước của cái đoạn ấy thì nó sẽ là 2m4, cao là 1m1, sâu là 75 phân phủ bì. Và kích thước của cái bàn, đây, bàn này cơ sở bên em làm là mặt ván là liền tấm nha mọi người nhé. Mọi người để ý, rất nhiều cơ sở người ta sẽ tiết kiệm gỗ, người ta làm mặt ván ghép, cơ sở bên em làm liền tấm. Và đục là đục chống đồng đây. Đấy, thể hiện văn hóa dân tộc, đấy, văn hóa Tây Nguyên rất là đẹp và đẳng cấp. Và xung quanh đục hoa là tây. Và bàn thì sẽ có ngăn kéo để hai bên để các anh chị để chè thuốc như này nhá. Đấy, rất là đẹp. Cạnh cái bàn này là cái đôn kẹp. Kích thước của cái đôn kẹp này là 40 x 70. Và tiếp theo nữa thì em giới thiệu đến chị đến hai cái ghế đơn. Hai ghế đơn này cơ sở bên em đây làm trọn vân rất là đẹp, và kích thước cao dưới mặt đất lên là 110 phân, sâu là 75 phân và rộng là 1m1. Và hai cái ghế này đục ở giữa vách là cây cúc và cây tùng, và đục chữ phú quý. Đây, và bản tay cơ sở bên em làm là dày 2 phân hết, mặt ván dày 1/4. Đây, yếm dạ vén cong rất là đẹp bộ sản phẩm này. Đấy, gồm có 6 món. Cuối cùng là cái đôn thấp này.
Đây cái con thấp là 40-40 đấy anh chị, rất là đẹp. Và một cái phòng khách nó rơi vào tầm 12m cho đến 15m thì anh chị ghê bộ sản phẩm này vào là vô cùng đẹp. Và tiếp theo nữa em giới thiệu đến anh chị, đây là một cái kệ sừng trâu. Một cái kệ sừng trâu là đang làm mưa làm gió ở bên em. Cơ sở bên em đang bán cái kệ sừng trâu này rất là chạy luôn, tại vì nó rất là hiện đại thời thượng, kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, nên nó tạo lên một cái kệ sừng trâu này có thể phù hợp với cả không gian nhà tân cổ điển, nhà cổ và phong cách nhà thuần Việt Nam. Đây cái kệ này kích thước là dài 2m4, cao từ dưới mặt đất lên là 81 phân. Đây mặt ván cơ sở bên em làm là liền tấm trọn vân hết, và là mặt ván làm dày 1/4 luôn nhé các anh chị nhé. Đây ngăn kéo hai bên, để ngăn kéo hai bên đối diện nhau. Kích thước của cái chiều sâu này là 45 phân nhé anh chị nhé. Chiều sâu là 45. Bốn cánh tủ đã được đục thông cúc trúc mai. Đây cánh dày là cơ sở bên em làm là dày 2/2 nhé các anh chị nhé. Rất đẹp và chắc chắn. Và tất cả những sản phẩm này cơ sở bên em đều bảo hành 35 mối mọt cong vênh anh chị nhé. Những sản phẩm cơ sở bên em là dùng cả đời thì bên em mới làm. Đây, cảm ơn các anh chị đã xem video đến tận đây, tận cuối cái video này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video, và đừng quên chia sẻ với tất cả những người thân, người mình, nhà mình, fanpage, YouTube của cơ sở bên em, và tag 3 người bạn vào và nhận những cái phần quà vô cùng đặc biệt và cao cấp này của cơ sở bên em, trị giá tận 250.000 đồng nha mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video, và đừng quên like fanpage và like kênh YouTube và chia sẻ cho mọi người thân của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào.